Kính chào quý vị khán giả của chương trình An ninh ngày mới. Thưa quý vị, ngày hôm nay thời tiết có sự phân hóa giữa các vùng miền trên cả nước. Trong khi từ Bắc Bộ đến Quảng Bình mưa lớn, tiết trời mát mẻ, thì Quảng Trị đến Nam Bộ trời lại nắng và khá nóng. Cụ thể, tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong ngày hôm nay có mưa và mưa lớn cả ngày, cảnh báo về lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên các khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục được đưa ra. Vâng ạ, thời tiết Bắc Bộ trong thời gian này thì mưa và nắng thì có đan xen, và đây là điều kiện cho muỗi truyền bệnh sinh sôi và phát triển. Dịch bệnh sốt xuất huyết cũng đang tăng mạnh tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Do vậy mà mỗi chúng ta thì hãy chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết, như là vệ sinh sạch sẽ nơi ở và nơi làm việc, không cho muỗi sinh sống, và cần sử dụng các biện pháp diệt loang quang, diệt muỗi và tránh bị muỗi đốt. Và cần phát hiện bệnh sốt xuất huyết sớm. Khi bị sốt thì hãy đến ngay các cơ sở y tế để khám và điều trị, không tự ý điều trị bệnh tại nhà.